Giờ dùm đổ vô nha. Trời ơi. Chào bạn nha. Hiện nay mình với con lửa sẽ làm sò đất nha. Mà sò đất đâu? Nó. Đi. Đi. Giờ nãy giờ mày đâu mày? Em không sòi gì nhưng muốn làm gì chưa? Mới chơi bên nhà mà sao xong đấy. Mày sòi thì sao chơi có bốn trái đi. Lỡ chơi chơi hết nguyên cây đen rồi. Dạ, cha chứ mới mua mà chợ. Phải mua đi làm anh. Kế bạn nha, đầu tiên phải gọt sòi nha. Đây gọt này chắc tí mai chứ xong nha. Bốn trái không biết gọt nhào xong nha. Ok, mình mỗi ngoài nó gọt xài đây. Giờ mình trong đây mình cắt ớt. Mình ăn như mình gọt như nha các bạn. Một trái nha. Ăn thì hết chắc. Luôn. Quá dễ các bạn ơi. Cuối cùng cũng gọt xong này, giờ mình nấu nó bấm đường nha. Đây. Sau này đổ ớt cho ăn giọng ba đít rượu thứ gì nổi bạn. Ok, thì nãy giờ gọt xoài xong, giờ mình làm nước mắm đường nha các bạn. Điền có cái thao lên. Cho nước mắm nhiều nhiều, giờ mình ăn mặn. Ăn mặn cho cái như đây. Đây như đây nước mắm rồi. Rồi cho đường nha, cho đường vô hết nha. Lỡ là chẳng hết đi. Rồi giờ mình bắt bếp rồi nha bạn, nấu nha. Đây quậy nào mà cho này nó vàng sệt lên nó thành hòa diễn hòa tan lấy nhau được á. Mình phải vừa quậy vừa nấu nha, bỏ cái là nó khét chén luôn, dảo là không được. Mặn. Ok, nấu cái sốt xong giờ mình đổ ra nha bạn. Đây, như đây cũng ăn đủ nè, thôi chắc như đây là đủ rồi. Cái gì mình pha nước thêm à. Như nước màu nha bạn. Quá thèm mày làm lẹ ăn liền hết chịu nổi rồi. Ok, giờ mình sẽ làm cái nước sốt xà lách nha. Đây giờ mình ăn cay mình cho muối vô nhiều nè, muối ớt tôm thảo vậy nè. Đó. Rồi cho ớt bột nha bạn. Ăn này cay là ói luôn nè. Đây. Đây ớt trái mình cho hết như đây vô các bạn, ăn cho nó tới chỉ. Đó. Đó, mình được cái nước sốt như đây bạn. Cay này cấp độ 99 rồi, không còn cấp độ 7 đâu. Đó, giờ mình đổ vô salad là lụm nha các bạn. Đây giờ để mình gọt xoài giùm nha các bạn. Nãy giờ mình làm quá trời mệt rồi. Quan cái thao này nhìn quen quen định, như nãy nó giặt ba cái quần gì đây đúng không? Phải không? Quá trời cảnh gọt xoài này làm nhớ tới ngày xưa các bạn ơi. Ngày xưa về mình cũng quán xoài nè. Mua ngày nào mình gọt salad nó ăn. Làm cái cử 3 4 tháng đi hèn khác bỏ mình. Coi chịu nổi không? Thương chưa? Trường mình có tổ chức liên hoan á các bạn. Mình thợ thì thấy lớp mình không có xài, mình với một bạn mình cũng đi mua xài. Đi xong tới không mà hết tiền mua xài á các bạn. Đi trộm của nhà của bà cô sáu lửa. Bà cô sáu lửa bả đâu ra bả chiếc kho nhà mình á. Mắc cười không bạn? Rồi mắc cười ha, mắc cười ha. Cười đấy cười. Ok giờ mình nói xong rồi các bạn. Cái mấy ngày gọt đi hồi ăn nè. Hồi ở thông nè. Ok xong các bạn. Nãy giờ mình làm ra có được thao xoài cỡ này nè. Đây. Nước sốt là thánh siêu cay. Nãy mình bỏ hơn 50 trái ớt cho đây nè. Ớt mà ớt nhỏ nhỏ mà không mê. Thôi bằng gì cũng được. Giờ mình đổ nha. Xong cỏ ở đây vậy. Giờ mình đổ vô nha. Trời ơi. Mày làm như ghê quá mày. Đó, giờ mình trộn nha. Giờ mình trộn nữa các bạn. Quả cứ này ăn này tới nãy thì nãy giờ mới có ăn. Có nguyên cái hộp xoài đó các bạn. Nãy nào để này. Chịu quả vậy hết chịu nổi mày. Trời đi hết chịu nổi này giờ là không có quan tâm gì nữa nha, giờ chỉ có ăn này. Giờ bà nội em bắt về mắm á. Quá khứ định kìa coi. Mình làm trước miếng luôn các bạn. Rồi tính mình nha các bạn. Để nó đã. Thì hình là mình mới ăn xong cái đó nha bạn. Quá. Mới con miếng đầu. Này giờ mới thi nè. Ok giờ... các bạn ơi.
Hiện nay mình giá là này chiếc xe 70 ngàn ha. Thằng nào mà không có này mình cuối cùng mà mình ngang này lượng ít trăm này mình nói liền. Ôi mà chiếc xe này giá 700 nhưng mà mình cho 700 nè. Đây là miếng thôi là cay là tí không mắt mình ra. Nó cay đến mức độ rồi. Mình đổ 50 giấy ớt mà. Ok, người cuối cùng ngừng ăn cái này sẽ hưởng ngay chiếc xe đạp trị giá 700 ngàn chỉ hôm nay thôi. 1, 2, 3, bắt đầu. Mỗi đứa phải ăn miếng nha. Rồi, cua lửa ăn trước nè. Như cảm nhận đi, cảm nhận. Quá thương nó cay các bạn ơi. Đây này chẳng béo nha, chẳng béo như cảm nhận chẳng béo. Rất ngon mà. Ngon ngon. Cây ớt đỏ nha, đen luôn các bạn. Nó chuyển ra màu đen luôn các bạn hiểu rồi đó. Cắt tóc luôn. Cắt tóc rồi. Cắt những cái lõi gì đó. Cái gì nặng ký nè. Cái này là cay cho nó thơm mùi à. Cay dữ lắm các bạn ơi. Không trả nổi cái thau ướp. Cái thau ướp trộn của mình à. Không cho thôi đó các bạn. Rồi vậy là chúng ta đã có màn chiến thắng nha các bạn. Gà thau ăn đường, gà thau ăn đường vô. Ok bạn đã trở thành người thắng cuộc. Và chiếc xe này là của bạn. Bạn nói cho mấy người. Ôi ôi. Ôi ôi. Ôi ôi. Chân nha. Cứu. Để